You're standing in the field. You can make your dreams come true. Here we go, now you are changing the world. We get lost, fight for our destiny. Take our dreamy mission, we need all. We may try and have with a new to start the evolution. Xin chào mọi người, lại là tôi đây, người bình luận. Và tôi Hennigan là bình luận viên cho trận đấu này. Xin mọi người một tràng pháo tay để cổ vũ cho trận đấu đến từ giải Tứ Hùng diễn ra giữa hai đội Sư Tử của nước Anh và Chân Trần của Trung Quốc. Mặc dù trận đấu trong giải Tứ Hùng chỉ mang tính giao hữu, nhưng không ảnh hưởng gì tới sự hưng phấn. Không biết trận này ai sẽ giành chiến thắng. Lần trước trận đấu giữa Samba và Chân Trần kết thúc với tỷ số 5-1. Tuy nhiên trong hiệp thứ hai có thể nói Chân Trần đã thắng đội Samba. Đúng thế, để xem trận này Chân Trần có gây được áp lực thế nào cho đội Sư Tử đây. Mặc dù thành tích trước đội Samba không tốt, nhưng trái bóng tròn, trận trước thua không có nghĩa là trận này chúng ta cũng thua. Mọi người cố lên, chúng ta phải chứng minh cho toàn bộ thế giới thấy Chân Trần là một đội mạnh. Hôm nay chú Glan không có ở đây, tớ sẽ thay thế vị trí của chú ấy. Các cậu muốn uống gì? Tớ uống nước chanh, tớ uống trà chanh có đá. Tớ trà chanh có đá. Tớ chỉ cần nước thôi, cảm ơn. Trà chanh, hôm nay các cậu phải học sao uống nước. Cái gì? Tốt, hôm nay chúng ta sẽ dốc hết sức, sử dụng chiến thuật pháo đài ba công, đánh cho Sư Tử không còn manh giáp. Được. Bây giờ sẽ tung xu, quyết định giao bóng và nhận sân. Mặt hình, trọng tài, chúng tôi chọn mặt hình. Chúng tôi chọn mặt chữ. Hay lắm, giao bóng. Chúng tôi tấn công từ phải sang. Tấn công từ phải sang là Sư Tử mặc áo màu trắng. Tấn công từ trái sang là Chân Trần mặc áo màu đỏ. Chân. Trận đấu trong giải Tứ Hùng GGO chính thức bắt đầu. Cuối cùng, đội Sư Tử của nước Anh với kinh nghiệm phong phú sẽ giành chiến thắng hay Chân Trần? Quý vị hãy cùng chờ xem. Ba, cậu thấy trận này thế nào? Căn cứ theo số liệu thì khi Chân Trần giao bóng, chủ yếu do Dynamo chuyển bóng. Hắn có 3 lựa chọn, 20% chuyển bóng cho Titan, phối hợp hai cánh, tấn công nhanh, 35% chuyển cho Satellite, 45% chuyển bóng cho Mai. Có lẽ họ sẽ chuyển cho Mai để tấn công, chúng ta tập trung chú ý tới cậu ta. Vâng.
Mai, trận này tớ nghĩ không có áp lực, chúng ta có thể dốc hết sức để tấn công. Ngay từ đầu đội chất Trần đã rất tích cực, xem ra trận này bọn họ không có nhiều áp lực. Dynamo di chuyển rất nhanh, kịp thời phối hợp với Mai. Chuyển hay lắm, Dynamo. Ba, cậu thấy thế nào? Theo số liệu, hiện tại có 62% Mai sẽ chuyển bóng sang cho Dynamo, 38% chuyển về cho Satellite. Không cho họ tổ chức tấn công. Áp sát Dynamo và Satellite, ép Mai tự mình dẫn bóng, khởi động ánh trăng vây thành. Ánh trăng vây thành. Bọn họ sử dụng chiến thuật phòng ngự ánh trăng vây thành. Tốt, pháo đài 3-0, tấn công. Pháo đài 3-0. Rất hay. Ngay từ đầu, hai đội đã dùng chiến thuật mạnh nhất đối kháng với nhau. Đường chuyền của Mai đã bị bịt kín. Hiện tại, Mai chỉ có lựa chọn duy nhất là chuyền cho Satellite. Tỷ lệ dùng bóng bổng là 78%, bóng sệt là 22%. Benisert ép Satellite ra đường biên, kéo giãn khoảng cách. Tất cả vị trí để chuyền bóng bị bịt kín, chỉ còn cách tự đột phá. Mai là cầu thủ thuận chân phải, tỷ lệ đi bóng về bên phải là 89%, bên trái là 11%. Ra, Benisert áp sát bên phải Mai, áo râu sẵn sàng. Mai định đột phá một mình, có thành công không? Đội sư tử đã đoạt lại quyền không chê bóng. Ánh trăng vươn xa. Cái gì? Đường chuyền đó không ngờ có quỹ đạo giống như nửa vầng trăng, hay thật. Tuyến phòng ngự của chân Trần chỉ có một mình Titan. Một trọi một, Arrow có 80% cơ hội tránh được. Nhưng cho dù có tránh được thì cũng bị Titan cản lại. Dynamo có 80% cơ hội quay về phòng ngự. Đồng thời, Mai và Satellite cũng có 80% cơ hội để quay về. Arrow, đừng vội tấn công, chờ đồng đội khác. Bọn họ tổ chức tấn công nhanh. Titan tới vị trí tích hợp dùng xe tăng cướp bóng. Dynamo nhanh chóng quay về phòng ngự, phối hợp với Titan. Bắt đầu ánh trăng vây thành tấn công. Đội sư tử bắt đầu tổ chức chiến thuật ánh trăng vây thành. Đội sư tử dùng ánh trăng vây thành tấn công. Vẫn một chiến thuật, chỉ đổi sang tấn công. Titan, Dynamo, Satellite xông vào, đoạt lại bóng. Hay lắm, để bọn tớ đại phá vào vây của họ. Lập tức chia thành ba đường. Dynamo, Satellite, Mai đoạt bóng. Titan ở phía sau, quét bóng. Dynamo sử dụng ngăn cản từ bốn phía. Được. Ngăn cản từ bốn phía. Chúng ta khóa chặt Arrow và Raw để chuyển bóng. Như vậy sẽ có nhiều cơ hội cướp lại. Ba là chuyên gia tính toán, giỏi tính toán đối thủ một cách chuẩn xác. Làm sao để cho các người hiểu được? Ánh trăng vây thành chỉ là bước đầu tiên. Ánh trăng vươn xa. Ánh trăng vươn xa. Hay quá, Arrow đã dùng ánh trăng vươn xa hóa giải ngăn cản từ bốn phía của Dynamo. Chuyền bóng tới chân Menisus. Sử dụng ánh trăng vây thành trong gương. Ánh trăng vây thành trong gương. Đội trưởng mới nghĩ ra ánh trăng vây thành trong gương, giống như đặt một tấm gương đồng giữa sân. Chỗ nó đi qua chẳng thể nào cản được. Cho dù sự chống cự của đối phương có mạnh tới mấy cũng sẽ bị phản lại mà thôi. Không ngờ chiến thuật của họ như có một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh ngược, xuyên qua hàng phòng ngự của chúng ta. Hỏng rồi, hàng phòng ngự chỉ còn một mình Titan. Arrow và Roar dâng lên hai cánh, giúp cho sư tử tạo ra một cái hình thang ngược. Titan dùng xe tăng cướp bóng, đừng để Menisus truyền cho Arrow hay Roar. Xe tăng cướp bóng. Ánh trăng vươn xa. Cái gì?
ở đâu, khóa cột gần, Dynamo bảo vệ giữa, Mai bảo vệ xa. Tính toán vị trí cầu thủ của chân trần, cú sút trăng khuyết vào giữa có 50% thành công, cột gần 85%, cột xa 97%. Cú sút trăng khuyết phía trong bằng chân trái. Cú sút trăng khuyết phía trong. Tuyệt vời! Cú sút trăng khuyết bên trong của Roa làm bóng bay theo hình vòng cung mà lao vào lưới. 1-0, Sư Tử dùng một cú sút với lực xoáy cực mạnh ghi bàn mở tỷ số, dẫn trước chân trần một bàn. Sư Tử, chẳng lẽ chúng ta thua trận này ư? Vì sao đội Sư Tử như đoán được chúng ta sẽ đá thế nào? Đúng rồi, không có lý do gì lại sử dụng ánh trăng vây thành trong gương. Dường như chỉ có họ mới tính toán được chúng ta đang làm gì, còn chúng ta lại mù tịt về họ. Chẳng lẽ Neil và Ba biết chúng ta sẽ làm như thế nào? Cho dù họ có đá thế nào, chúng ta cũng phải đá một trận thật hay vì chúng vừa làm. Hiện tại chúng ta đã để thủng lưới một bàn, phải cố gắng gỡ lại. Chúng ta tiếp tục tấn công mạnh, đừng cho Sư Tử cơ hội ghi bàn. Căn cứ theo số liệu, có 90% tuyến sau của chân trần sẽ tạo cơ hội, 75% Mai sử dụng cú sút liệt diễm, Satellite sẽ là người phát động tấn công. Phòng thủ là khởi điểm của tấn công. Menesus, Force kèm sát Mai và Satellite, tạo kẽ hở, phá vỡ bố trí của họ. Chân trần, các người cứ tận tình mà tấn công. Chân trần, hãy cố lên. Chân trần, các cậu làm tôi thất vọng quá. Trong khoảng thời gian này, chân trần như một con dã thú được cởi dây cương, điên cuồng tấn công bỏ qua phòng ngự. Nếu chúng ta phản công, có tới 90% cơ hội thành công. Dẫn trước 1-0 chính là bước ngoặt của trận đấu. Chắc chắn đối phương sẽ dốc sức tấn công, san bằng tỷ số trong thời gian ngắn nhất. Tiếp theo là thời điểm nguy hiểm nhưng cũng có lợi nhất. Khi đối phương dốc tổng lực tấn công, phòng ngự gần như bỏ trống. Chỉ cần hóa giải được một đợt tấn công mạnh của họ, rồi phản công nhanh, ghi thêm một bàn nữa là trận đấu coi như kết thúc. Đội chân trần bị dẫn trước một bàn đang tích cực tấn công nhưng không xuyên thủng được hàng phòng ngự với chiến thuật ánh trăng vây thành của Sư Tử. Hiện tại chúng ta tấn công, phần thắng là 87%. Trước tiên hãy khống chế được bóng. Vâng, Satellite nhanh tới giúp Dynamo. 50% Satellite chuyển thẳng cho Mai, 30% chuyển cho Dynamo, 20% chuyển bóng về cho Titan. Ra, cậu kèm chặt Satellite, những người khác khóa chặt mọi hướng chuyển bóng của Satellite. Rõ. Tất cả hướng chuyển bóng bị bịt kín. Satellite dùng đường chuyền Satellite tạo khoảng trống chuyển bóng cho Mai. Đường chuyền Satellite. Trắng quyết cướp bóng. Cái gì? Đường chuyền Satellite vẫn bị chặn lại. Dynamo quay về phòng ngự. Bọn họ chuyền bóng về cho Ford. Chẳng lẽ không có ý định tấn công? Nếu bọn họ không có ý định thừa thắng xông lên thì đến lượt chúng ta. Satellite mau chóng đoạt bóng của Ford. Đừng! Tổ chức ánh trăng vây thành. Đội Sư Tử lại dùng ánh trăng vây thành. Hỏng rồi, họ tấn công. Satellite quay về phòng ngự. Mai quay về giúp Titan. Ánh trăng vươn xa. Timmy, đừng để Menesus chuyền bóng cho Arrow hoặc Ra. Titan sử dụng xe tăng cướp bóng. Xe tăng cướp bóng. Titan thành công phá được đợt tấn công của Sư Tử. Bóng vào chân của Titan, người có kỹ thuật kém nhất chân trần. Tỷ lệ hắn dùng chân trái chuyền bóng là 38%, dùng chân phải 62%. Ra tới giữa sân dùng ánh trăng cản bước cướp lại bóng. Arrow tiến vào khu vực 16m50. Trăng khuyết cướp bóng. Hỏng rồi, không kèm Arrow. Chắc chắn họ dùng ánh trăng vươn xa đấy. Vai Satellite, Dynamo quay về phòng ngự, bị kín Ra. Sơ đâu ra khỏi khu vực cấm, khóa chặt Arrow. Oh!
cú sút trăng khuyết. Bọn họ lại dùng cú sút trăng khuyết. Trước mặt có Mai, Satellite, Dynamo chặn kín, chạy bóng đó không thể tiến lên được. Shadow quay về phòng ngự. Có 95% quả bóng này sẽ vào lưới. Không ngờ chân trần may mắn lại được 5% xác suất không vào. Chúng ta có thể tính được thực tế, nhưng không tính được may mắn. May mắn là một phần của bóng đá, cậu phải biết chấp nhận. Dù sao, chỉ cần chúng ta ghi thêm được một bàn, trận đấu này sẽ kết thúc, không cần phải vội. Neil, chúng tôi vẫn ủng hộ cậu dẫn dắt đội tuyển Anh. Chỉ có điều muốn hỏi, với đội hình như vậy trong tay cậu, tại sao không giành được chức vô địch thế giới? Tại sao khi chúng ta đang dẫn trước lại đổi tất cả tiền đạo hay chiến thuật từ công sang thủ? Hiện nay người hâm mộ cả nước đều rất thất vọng. Xin lỗi, Hiệp hội bóng đá Anh quyết định chấm dứt hợp đồng với cậu. Cậu sẽ bị cách chức điều khiển đội tuyển bóng đá quốc gia. Quyết định này có hiệu lực ngay tức thì. Cậu sẽ có 50 triệu bảng Anh để đền bù. Quản lý, cho dù thế nào tôi vẫn sẽ luôn ở bên và ủng hộ cậu. You're standing in the field, you can make your dreams come true.